Đưa cái mặt lên cho mẹ chụp hình này. Nói gì vậy? Hả? Nói tiếng Miên gì vậy? Cái quần cái kiểu gì vậy? Mặc cái quần cái kiểu gì vậy? Hử? Đây là anh con đang nói tiếng Miên đây. Hả? Ôi mẹ anh đệ mạnh chứ mà. Ôi à. Nói tiếng Miên vậy? Trời ơi, nói tiếng Miên gì không biết nữa. Ai dịch hộ em coi. Chị